chủ mày, mình đi với mày với ai đó? Rồi em đi rồi. Đây đấu trường hai ô tô, nếu nhất xe kia một nên cái gì xe mờ để ba xe khác xấu xe giải cứu khách là anh khách mò đây, đây là để ba anh khách nam xin ha. Ồ trời, anh khách xin ha. Rồi top 20 là 10 chiếc Vision. 10 chiếc Vision. Đây là giải cho Nghĩa Phạm tổ chức giải này. Câu lạc bộ Vườn Câu Buôn Ma Thuột. Đây là top 30 này. Top 30 là 10 chiếc xe quay quen pha. Top 30 là 10 chiếc quen pha. Top 40 là 10 chiếc Honda. Honda Way Avalanche. Top 40 này. Câu lạc bộ Vườn Câu. Tôi xin một cánh mua thuộc toàn bộ Vườn Câu. Do anh Nghĩa Phạm tổ chức nha. Bắt đầu là chuẩn bị là khởi tranh nha.